Giới thiệu mọi người đây là hoa lan đùi gà dẹp. Đấy, nhìn chung đẹp chưa? Vì sao gọi là đùi gà dẹp? Vì thấy nó dẹp. Đấy. Thấy nó dẹp lép. Đấy, thấy nó dẹp. Đó. Đấy, hoa lan đùi gà dẹp đấy. Nên nhớ là ở mình có hai loại đùi gà nha, có một là đùi gà tròn và đùi gà dẹp. Thì đùi gà dẹp thì thấy nó dẹp thế này, còn đùi nó gà tròn thì thấy nó tròn tròn. Nó cũng, dòng lan này rất được nhiều người ưa chuộng vì nó cho ra hoa đẹp, hoa chung rất là đẹp. Đó. Nhìn nó mê ly luôn. Còn đuôi gà tròn thì thân nó tròn, còn dẹp thì nó dẹp, nó tròn như thế này, nó tròn đầy tí, dẹp và nó chia thành khúc. Cái loại này rất được nhiều người ưa chuộng vì nó đẹp, cái thứ hai nó dễ trồng. Nở hoa của nó thì dao động hoa nào đó sẽ dao động vào 20 đến 30 ngày. Đấy. Và thường thường nở từ tháng 4 đến tháng 4. Và mình thì cấy vào cái giá này, có người thì cấy vào cây để tùy mình, nhưng mà nói đến tóm lại là nó dễ trồng và dễ chăm sóc, nở hoa nó đẹp, được nhiều người ở Việt Nam ưa chuộng. Đây. Đây là một cánh hoa, thấy đẹp chưa? 2-4-5 cánh luôn. Yeah.